Mình cần trực tiếp hoặc là giống như lúc được thì mình hơi dành với khu vực hơi để cái mức độ nào nó hút nhiệt, cái số cái tầm hút nhiệt vừa thôi, mà lúc bây giờ nó hút nhiệt vào cái răng mình nó nhẹ ngay, nó cắt từ đầu ngay lập tức, cắt rất nhanh. Thế mà đi làm cái này thì tôi cứ hướng dẫn cho người ta, xong rồi người ta tự hơ đấy, hơ ở ngoài má hả bác? Hơ bên ngoài má này, đồng gần những cái răng đau đó. Hơ bên ngoài là nó hút nhiệt rất là ghê. Phải có một lần thế đau răng thế hơ thử thì nó như thế, mình thấy nó hay. Thế xong rồi đi làm thì phổ biến người ta, xong rồi đến lúc người ta nhờ mua người cứu này, rồi này đến lúc này phổ biến cho người ta cái than của người cứu này, nó sát trùng rất là tốt, những vết thương hở rắc vào đấy nó liền miệng ngay. Thế cho nên là cuối cùng đi làm là đến còn cái tàn mà cho trong hộp đi lớp người ta xin đấy. Đi đâu không có dấu gì, cho nên là cứ làm. Xong rồi là người ta mua này, mua mấy điếu về, người ta tự hơ đấy, tốt đấy, người ta cầm người ta hơ cái điểm nào nó hút lên là nó khỏi ngay, khỏi rất nhanh, tức là khỏi ngay tại chỗ luôn. Chứ răng nhất cái này, đầu răng khổ lắm, cho nên là cái điếu ngải là nó nhiều cái hay, chức năng rất là tốt.